Sáng nay ngày 26 tháng 10, phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đại án 200 triệu lít xăng giả, xăng lậu tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng tại phiên tòa, đọc cáo trạng, xét hỏi, tranh luận. Trong đó dự kiến phần đọc cáo trạng sẽ kéo dài khoảng thời gian từ 1 đến 2 ngày. Phiên tòa được xét xử bởi hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Trong đó chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Thành, chánh tòa án hình sự tòa án nhân dân tỉnh, thẩm phán trung cấp Nguyễn Xuân Quang. Các hội thẩm nhân dân gồm ông Đoàn Văn Đây, bà Cao Thị Én, bà Nguyễn Việt Hoài. Thư ký phiên tòa gồm ông Nguyễn Minh Tín và bà Phạm Thị Quỳnh. Ngoài ra còn có hai thẩm phán, năm hội thẩm nhân dân và ba thư ký dự khuyết cùng tham gia phiên tòa. Tại phiên tòa xét xử ngày thứ hai, có đến 81 luật sư tham gia bảo chữa và 74 bị cáo trong vụ án. Theo cáo trạng, bằng các thủ đoạn tinh vi, các bị cáo đã móc nối buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Các bị cáo Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại, nguyên đại tá trưởng phòng xăng dầu thuộc Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn là 53,4 tỷ đồng. Viễn có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam, sau đó Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân, 54 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Vân Trúc, tỉnh Bình Dương. Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho nhiều đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh thành như An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long. Sau đó, từ các đầu mối này, xăng dầu tiếp tục được phân phối cho các cơ sở bán lẻ xăng dầu khác ở nhiều địa phương, trong đó có Đồng Nai. Tính từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức, 39 tuổi, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vượng Đạt, thành phố Hải Phòng, góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng, mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.